Chào các bạn, mình là Hưng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học lập trình Python bằng công cụ Colab của Google. Thì giới thiệu qua một chút thì cái app mình đang sử dụng là cái app giúp các bạn học các cái nhiều ngôn ngữ khác nhau về lập trình. Đấy. Thì nếu như mà bài nào mà có video thì nó là các bạn có thể vào đây và các bạn xem cái video hướng dẫn. Đấy, nó có. Đấy. Thì ở bài hôm nay của mình chính là bài số 15, đó là bài toán chia lấy toán tử phần dư. Đấy, phần dư phần nguyên là như nào. Hôm nay là các bạn cứ tưởng tượng có một số chẳng hạn như 3 chia cho 5 à, 3 chia cho 2 chẳng hạn, thì sẽ được 1 và dư 1. Đấy, thì giờ đầu tiên các bạn chờ mình một chút, mình sẽ thêm một đoạn văn bản đây. Đấy, bài này sẽ là bài số 15 này. Bài 15 toán tử chia lấy phần dư. Ok, rồi đoạn tử chia lấy phần dư. Rồi tiếp theo đoạn mã, thì ở trong Python thì nó cũng như các ngôn ngữ khác thôi, nó cũng không khác lắm đâu. Thì các bạn có thể chia lấy phần dư của một phép chia thông qua cái câu dấu là dấu phần trăm đó. Ví dụ như kiểu lấy phần dư của A chia B ấy. Lấy phần dư của A chia B thì sẽ bằng lệnh là thì nó sẽ bằng lệnh là A chia phần trăm cho B. Đó, ok. Thì ở đây mình gọi khai báo biến A bằng 7 này. Đấy. Biến 4B bằng 3, đấy. Thì giờ để hiển thị ra ấy. Để thì hiển thị ra thì mình sẽ print t a chia phần trăm cho b đó. Rồi bây giờ mình bấm run này xem được gì này. Đấy, nó sẽ ra được 1, và 3 chia 7 thì chắc chắn dư 1, nếu như mình chuyển số a thành 8 à. Đấy. Thì sẽ được dư là 2, ok chưa? Giờ nâng cấp hơn một chút này. Đấy, mình copy nhá. Paste dưới này. Đấy, bây giờ biến A sẽ bằng cái mà người dùng nhập vào. Đó, thì thông mình sẽ ép cái người dùng cho người dùng nhập vào thông qua cái hàm input. Input này. Input. Đó, B cũng thông qua hàm input. Input. Đó, rồi, bây giờ bấm run này. À, sorry, mình thiếu mất cái ngoặc tròn cho nó. Rồi run lại nhá. A sẽ nhập vào bằng 9 đi. B nhập vào bằng 2 đi. Kết quả sẽ là 1, đúng không? Đấy. Đấy, ví dụ như bây giờ mình chạy lại tiếp theo này. A giờ mình sẽ nhập bằng một cái số bất kỳ đấy, B cũng bằng một số bất kỳ đấy, thì kết quả nó sẽ ra một số bất kỳ đấy. Ok, thì bài này ngắn lắm, bài này chỉ đến đây thôi. Video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.